chợ, đi chợ mua đồ về để nấu bún riêu. Cộng hòa đã lật được cộng sản cho các cả nhà ơi. Mình đang tính về Việt Nam mà mình sợ thay đổi chính quyền, cho nên là mình chưa dám mua vé. Không biết là mùng 2 tháng 9 chúng nó hô hào bên này chúng nó lật cộng sản mà không biết đã lật được chưa. Mình cũng không biết tình hình Việt Nam như ra làm sao mà chúng nó hò hét rồi lừa đảo rồi quyên góp về cái mả cha nhà chúng nó. Cái bọn chó chết, rõ cái mặt chúng nó ra chúng nó lừa người ta chưa. Đó. Giờ mình đang muốn về Việt Nam mà thấy chúng nó hò hét nhau biểu tình rồi lật đổ cộng sản rồi này kia các thứ, mình đang phân vân không biết nó muốn về không. Mà cụ nhà cái lũ súc vật ở bên này chúng nó lừa cái người ta nhẹ dạ cả tin, người ta buồn đời, người ta tìm mấy chỗ chơi rồi suốt ngày đại nhạc hội, đại nhạc hẹt rồi á, quyên góp rồi này kia các thứ, để 40 mấy năm rồi chúng nó toàn đưa người ta vào tù thôi, vào tù vào tội rồi á, đưa sang rủ người ta đi Thái Lan để tị nạn, xong rồi á, chúng nó lấy hết tiền hết của người ta, cái lũ lừa đảo ấy, chúng là cái dạng buôn người chứ tử tế gì chúng nó. Đó, các bạn thử xem cái con Emily nó bao nhiêu tuổi, làm thì không chịu làm, nó sống ở Mỹ đúng không, tiền đâu mà tối ngày đi chỗ này chỗ kia, xong rồi đi họp đi hành rồi đi này kia các thứ. Đó là chúng nó là một cái tổ chức buôn người, lũ đấy là lũ khốn nạn, chúng nó lan truyền để cái gì. Chúng nó kêu người sang Thái Lan để tị nạn, để chúng nó buôn người rồi chúng nó lấy tiền của người ta, đúng không? Chúng nó là một lũ buôn người trá hình, một lũ điếm chính trị du côn, con khốn nạn. Nó tiêu xài, nó chơi bời trên thân xác của người ta, rồi chết rồi nó cũng nôi móc dậy để nó lừa. Thằng Diệm nó chết thằng bao nhiêu đời rồi, nó mỗi một năm lại đến ngày lại dỗ nó rồi cái gì rồi tưởng niệm rồi này kia các thứ. Chào tất cả các đồng chí Việt Cộng. chào Vương gì? Hôm nay trời nắng lắm, đeo kính đen cho mọi người không nhận được ra. Xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi nó tìm đủ mọi cách để nó tuyên truyền chống phá, rồi không để cho người ta làm ăn yên ổn. Sư cụ mấy cái lũ chó chết mà mấy cái người ở bên này vẫn cứ không có nhận ra được. Vẫn có nhiều người để, nhưng mà đôi khi Ni Sả thấy là chúng nó lừa hay lắm. Chúng nó đâu có bao giờ nó tuyên truyền là cái gì quyên góp để chống cộng sản đâu. Quyên góp cái này, quyên góp cái kia, xong rồi nó mở đại nhạc hội ra, nó kêu người ta, nó dùng một cái tên cái gì đó để kêu người ta đến để người ta ăn, để cho chúng nó kiếm lời á. Đại nhạc hội thì chúng nó phải mời ca sĩ rồi á, phải thuê nhà hàng rồi nấu nướng các thứ, thì mỗi một người nó lời của người ta bao nhiêu tiền á. Thì mấy cái người ở bên này á, đôi khi người ta cũng chỉ đi tìm cái nguồn vui thôi, buồn buồn thì lâu lâu rồi có tiền thì rủ nhau đi chơi. Chứ chúng nó người ta đâu có nghĩ ngợi gì về chính trị mới lại chống phá đâu. Chỉ có mấy cái ông bà già rồi coi như là đi chơi, xong rồi đi ra hò hét cầm cái cây, mấy cái thằng khốn nạn ấy nó ăn trên cái công sức của người ta đó. 40 mấy năm rồi chúng nó làm được cái con mẹ gì đó.
chỉ được cái võ mồm mới ở cái này. Nó đưa biết được vài ba câu tiếng Anh rồi nó bắt nạt mấy ông bà già, mấy những cái người người ta không biết tiếng tăm á. Chúng nó bắt nạt người ta rồi á, chúng nó tuyên truyền vào đầu người ta. Người ta không hiểu tiếng Anh cho nên người ta không có tìm hiểu được. Mình thì không giỏi nhưng mà ít ra mình cũng hiểu được. Mình xem những cái clip hay là xem những cái chuyện gì về chiến tranh hay là cái gì mình cũng hiểu được. Mình không hiểu được 100% nhưng mà mình cũng hiểu được, đúng không? Chứ nhiều người người ta đâu có biết đâu. Nhiều khi người ta còn bảo chứ, ôi dồi ôi, cái tin tức ở đây còn không biết nữa, huống gì là Việt Nam. Người ta không có thời gian. Những cái người người ta đi làm ăn á, người ta chỉ lo cho con cái người ta. Các bạn có biết không, ở đây sáng sớm thì ra đi làm đến tối về lại lo cơm nước con cái, chợ búa, nghỉ một ngày là đi chợ đi búa rồi này kia các thứ, làm gì có thời gian mà để ý đến chính trị. Nên được vài ba người ấy, xong tùm năm túm ba vào để hò hét, rồi chúng nó cho vài cái cánh gà với lại cái spring roll để mà gặm ấy, cái chả giò chả nem ấy. Đấy, cho được chai nước thế thôi, rồi đi chơi cho nó vui, xong rồi hò hét nhau tại vì thèm quá, thèm tiếng Việt quá. Sống ở đây không biết tiếng Anh ấy, giống như là bị câm, bị đi tù trong một cái nhà tù khổng lồ ấy, các bạn biết không? Đi ra ngoài đường không biết người ta nói gì, mình không hiểu, mình nói người ta không biết nghe nữa. Sống như thế đấy. Còn biết được một chút, nếu một người nào mà biết tiếng Anh giỏi ở đây ấy, sống thì ok. Nhưng mà không biết như những người già khổ lắm, chả sung sướng gì đâu. Cho nên cứ phải dí vào cái cộng đồng đấy để mà bám vào chúng nó để mà sống thôi, đúng không? Vì người ta họ không hiểu. Còn chứ đại đa số ở đây người ta đi làm, đi ăn, đi kiếm, đi tiền. Rồi cuối năm có tiền để du lịch về Việt Nam. Du lịch một phát về Việt Nam hàng bao nhiêu tiền đâu phải đơn giản đâu. Cho mọi người xem cái đây. Các bạn đây là cái trung tâm nhiều người Việt Nam ở đây mà. Xem có cái cờ nào. Làm gì có ai treo cờ của chúng nó đâu. Mà mẹ những cái lũ lừa đảo. Toán thằng lừa đảo thôi. Bây giờ người ta biết tổng tổng tông rồi, đúng không? Ai tôn trọng cái cờ gì là quyền của mỗi người. Nhưng mà đừng có làm hại đến người khác, đừng có sỉ nhục vào những người sống ở hải ngoại này. Cũng đều là dân Việt Nam cả. Bây giờ Việt Nam ai người ta cũng biết cờ đỏ sao vàng là đất nước của Việt Nam rồi. Còn giơ cái cờ ba sọc, ba que ra chả ai người ta biết đâu. Chưa? Ngay chính mình cũng chẳng biết. Ngày xưa mình sang đây mình mới biết chứ. Ngày xưa mình đâu có biết nó là cái cờ mẹ gì đâu. Đấy, chỗ này đi tìm chỗ đỗ xe. Lisa đã mang mọi người ra đây nhiều lần rồi nhưng mà đấy. Xong rồi cứ ở Việt Nam có cái chuyện gì nào nó cứ ầm ầm lên thế, còn mấy cái người mà vô gia cư mấy ông bà già đấy thì chả thấy chúng nó giúp đỡ. Nhưng người ta nếu mà mấy cái người đấy không ấy thì cái cộng đồng ở Mỹ lớn như thế tại sao không góp tiền vào để thuê hẳn một cái building hay một cái nhà nào, cái khu nào đó, rồi cho mấy cái ông bà già đó ở để cho người ta kêu khóc ầm ĩ lên như thế có phải khổ sở ra không? Mà người thực tế ngay ở đấy chúng nó không giúp, chúng nó đâu có lấy lòng được người dân ở bên này đâu. Lũ chó thì đi lừa đảo người ta thôi, tại vì nó giúp những người đấy nó đâu có được tiền đâu, giúp nó đi chống cộng nó mới có tiền. Chào tất cả mọi người nhá. Đây là cái khu của người Tàu, người Việt nè, chỗ nào cũng có người Tàu hết á. Chúng nó những cái người nào mà ăn buôn bán mà không lấy đồ của Tàu thì nó đâu có ấy đâu, có vào không? Đó, mình có chỗ đỗ xe rồi.
thì chúng nó lấy đâu ra tiền để chúng chúng nó lấy đâu ra hàng hóa để chúng nó buôn bán. Những cái người buôn bán không không lấy hàng của Trung Quốc thì lấy hàng đâu? Sao chúng mày không biểu tình đi? Lũ chó chết. Mày bưng bô cuồng cộng thì mày cút về Việt Nam mà ở. Đi con đĩ. Ly Xà Vũ. Dịt mẹ mày, chửi ba que vậy mà mày không biết nhục hạ con chó. Thằng Khang Nguyễn, tao sang Úc chứ tao sang nhà mày à? Tao sang cái quốc gia của chúng mày à? Quốc gia của chúng mày ở đây à? Hả? Chúng mày có biết quốc gia là cái gì không? Quốc gia là quốc gia gì? Là tổ quốc mà tổ quốc của chúng mày ở đâu? Chúng mày nói chúng mày tổ quốc của chúng mày ở Úc, ở Mỹ, ở Canada mà làm sao suốt ngày tổ quốc kiểu con mẹ gì mà cứ phải khệ lệ vác hai cái lá cờ làm đéo gì. Bọn buôn hàng giả bán hận thù. Bây giờ tao hỏi mày thế chúng nó có phải là 43 năm nay, 40 mấy năm nay chúng nó lừa đảo chúng mày không? Hả? Chúng nó kêu chúng mọi người đừng có gửi tiền về Việt Nam, rồi đừng có buôn bán với người Việt Nam, mà trong khi đó chúng nó cứ ở đây chúng nó hốc đồ Trung Quốc thôi, mà người Trung Quốc tràn lan ở đây. Chúng nó không lừa đảo chúng mày là cái gì? Hả? Còn cãi nữa à? Hả? Trời hay lắm. Điên tiết với chúng nó lắm cơ, không chửi không được cơ các bạn. Ê thằng chó xúc xích. Chào tất cả nhà. Nó bảo mình bưng bô rồi nên này kia. Tao sang đây tao mới thấy được cái bộ mặt của chúng mày. Chúng mày co giò tụt quần chúng mày chạy rồi. Xong rồi sang đây chúng mày hò hét, chúng mày tranh đấu mới lại đấu tranh cho Việt Nam. Tại sao không chúng mày không ở Việt Nam chúng mày đấu tranh cho người ta? Hả? Tại sao chúng mày để cho đất nước rơi vào tay cộng sản? Bây giờ chúng mày không biết tự nhục nhã, chúng mày còn nói cái gì nữa? Để... bưng bô cộng sản. Tiếng nói của những người Việt kiều như chị rất có giá trị. Mặt ba que, vạch mặt ba que. Bưng bô cuồng cộng. Tao cuồng cộng đấy. Tao bưng bô đấy. Thời buổi bây giờ làm gì còn bô nữa. Cái thời chúng mày mới có bô. Chúng mày mới bưng cho bọn Mỹ đấy. Bây giờ làm gì có bô. Đúng không? Tao cuồng cộng đấy. Tao là người Việt Nam mà. Nhưng mà cuồng cộng ấy là ở ngoài Bắc không có cộng. Việt cộng chỉ có cộng sản thôi. Cái gì? Ở xứ tư bản. Sứ tư bản này tại sao nó lại cho cái Việt cộng vào hả? Bao giờ nó bảo là nó không đồng ý cho người Việt Nam vào đây, người cộng Việt cộng cộng sản vào đây thì chúng mày mới được quyền nói, hiểu chưa? Tao là Việt cộng đây, chúng mày suốt ngày chúng mày nói là cái gì báo cảnh sát rồi đuổi Việt cộng về. Cái xe này nó bị làm sao? Xe nó bị hỏng, nó bị kéo đi. Sao vợ có vợ Khang Nguyên suốt ngày dịt mẹ làm sao? Sao không dịt vợ mà cứ dịt mẹ thôi? Hả? Mày muốn là người ta chửi nó. Tại vì nó sống ở hải ngoại, nó đâu biết tiếng đâu. Nên nó cứ phải lên đây nó ăn mày chữ đó. Gì? Nằm vùng gì mà lâu thế? Nằm vùng á? Chúng vùng gì mới được chứ? Chúng nó nói ngu lắm. Chúng nó vùng, trừ khi là cái vùng đó là của chúng nó thì người ta mới gọi là nằm vùng. Chúng nó làm gì có cái tư cách gì ở cái đất nước này đâu. Làm gì có cái tiếng nói, làm gì có cái tư cách gì ở cái xứ này mà chúng nó nói người ta nằm vùng. Nói cũng ngu, dùng từ cũng không biết dùng. Bày đặt chữ minh nghĩa mà cha nhà chúng mày.
hay cho câu ăn mày chữ. Thì đúng rồi, ăn mày chữ Việt đấy, tại vì chúng nó ở bên này nó đâu biết nói tiếng Anh tiếng em gì đâu. Nếu mà biết nói tiếng Anh thì nó đã không như thế, nó đã hiểu biết đấy, nó mù tịt tới mù chữ rồi. Cho nên là bây giờ có Facebook có sướng bỏ cha nướng lên trên này ăn mày chữ cho nó đỡ cô đơn. Già rồi con cháu bên này nó lại không nói tiếng Việt, nó cứ tiếng Anh nó sổ thôi, cho nên là ăn mày chữ là như vậy đó. Hồi nãy em vào nhà thằng Benny Trương có khóa, nó khóa em rồi. Những người nào mà nói ngược lại nó là nó khóa người ta thì có nghĩa là nó tự sướng thôi, đúng không? Chứ còn mình đối với mình thoải mái, kể cả cái bọn mà nó chửi mình cũng cho nó lên trên này. Phải có người nọ người kia phải mình phải nói nó chửi hôm bây giờ là nó chửi hôm nay đấy, nhưng nó sẽ nghĩ lại những cái câu mình nói, đúng không? Sự thật là chúng nó lừa đảo nhau mấy chục năm nay rồi, đúng không? Nó không lừa thì làm sao mà con Việt Cộng nó vẫn nù nù ở đây. Nó bảo là nó nó báo cảnh sát rồi, nó xin 5.000 chữ ký rồi nó đuổi con Việt Cộng Cộng sản này về, mà mấy năm nay rồi chả thấy nó nói năng gì. Thì có phải là nó lừa mấy cái người ông già bà già trong cộng đồng không? Làm gì có cái luật đấy ở đây mà bọn khốn nạn ấy nó lừa đảo người ta, nó bưng bít thông tin, các bạn hiểu không? Nếu mà thực tế thì chúng nó không có quốc gia. Bây giờ Lê Sa nói vài câu thôi, bây giờ mình phải đi. Có gì lát nữa về nhà rồi Lê Sa sẽ mời các bạn lên nói chuyện, tại vì bây giờ phải đi chợ một chút rồi. Đi làm đóng đóng bưu. Chị nói chị đi đi trả tiền nhà, tiền bưu. Đó. Ở đây làm phải vậy, làm bao nhiêu là phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phone, nó cứ về bằng bằng như súng tiểu liên ấy, các bạn biết không? Trục xuất nhé, chứ không cái gì. Trục xuất nhé, chứ không phải trật. Chẳng nghe làm sao, mình nói trục xuất mà. Con đĩ ly xà vũ ơi, mày cứ cái gì? Cứ khi bên xứ tư bản có bao nhiêu người nằm vùng cộng sản, được bao nhiêu người con chó. Con đĩ. Ừ, tao phải đĩ tao mới lấy chồng chứ, tao không đĩ tao lấy chồng làm gì. Mày cứ khi là cái gì không hiểu. Bên xứ tư bản có bao nhiêu người nằm vùng, có nhiều lắm, bao nhiêu triệu người á, người ta nằm vùng vùng này vùng kia, vùng Melbourne, vùng ở Úc này, vùng Sydney, vùng Canberra, vùng nhiều nhiều vùng lắm. Mày muốn nói cái vùng gì? Ai mà không nằm, tối nào mà không về nằm lên giường đi ngủ, người nào mà không nằm vùng? Lại dịt mẹ rồi, cuồng cộng. Thì cút về cộng sản mà ở. Ôi trời, nếu mà tao ở nhà mày á thì mày đuổi thì còn còn có hiểu biết một tí. Đây tao đâu có ở nhà mày đâu mà mày đuổi tao về hả? Tổng thống nó còn không đuổi được tao chứ mày là cái con kẹt thì em trả lời chính tả với Khang Nguyên. Ok. Chị tưởng em nói chị. Sorry. Thế chúng mày không cuồng cộng ấy, chúng mày ghét căm thù cộng sản, tại sao chúng mày lại chạy sang đây? Chúng mày không ở đấy để đánh nhau với cộng sản, chúng mày chạy đi làm gì hả? Đúng không? Mày cũng chạy, tao cũng đi, tao đi rồi tao lại về, nhưng mà cái loại chúng mày ấy không có chỗ để về, hiểu không? Ok, lát nữa về lại chửi nhau tiếp. Bây giờ